Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái tựa game xây dựng khám phá hành tinh này và kênh Hành Gà. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục một số cái sự kiện cũng như là cái đây nó có một sự kiện này. Tinh thể pha lê thật khủng khiếp phát triển như điên. Giải quyết. Tinh thể pha lê bắt đầu phát triển rầm rộ và chúng ta sẽ cái này nhận luôn phần thưởng à. Ok. Ở đây nó sẽ có một số cái nhiệm vụ để mình có thể làm. Mà trước hết là mình sẽ thu thập nốt cái quặng này nhé. Thu thập nốt cái quặng. Đây, cái quặng này. Success. I extracted the materials that are of value. This looks like something we can attempt to smelt in the processing plant. Our proprietary signum alloy is the foundation of any pop. Lenny, try refining some ore into signum alloys. I found this safety helmet while clearing out the plant's machine area. I thought it would fit you. Oh, thanks, Pia. I'm sure it will come in handy. Đây ở đây nó có cái nhưng nó có một số cái hoa quả thôi. Khôi phục tài nguyên là cái gì nhỉ? Đây là nhà máy rác. Tê mình xem nào. Khôi phục tài nguyên từ máy sốt thì từ chưa hiểu cái khu vực tài nguyên này lắm. Trong góc này nó có một số cái này không phải là thành viên không hoặc không đây cái thành viên này chỉ có cái này thôi. Map này khá là rộng này. Mình sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ sau đó là nghiên cứu đằng sau anh em nhé. Để anh có một số cái trận đánh thì mình sẽ đánh trận này đi. Liver. Cái này Liver 3 nhưng mà mình mới Liver 2 thôi nhưng mà có lẽ là mình sẽ vẫn sẽ cân được ấy.
cái này của quái. Xong ba con quái. Quán nó đơn giản mày không? Xong luôn. Ok, đợi chỗ nó cập nhật cái đồ thì mình làm luôn cái nhiệm vụ này nhé. Cũng level 3. Chưa nghiên cứu được cái khu vực tinh thể này luôn. Mình sẽ đi làm tiếp mấy cái nhiệm vụ này đi. Tái chế loại điện bị hỏng. Kiếp đồng ghê. Ôi đổ đây, bắt đầu bánh cuốn rồi đấy, chết luôn à. Nó đông quá. Đây là cái ma lúc này. Bọn này khoái nó cũng trâu hơn đấy. Sợ như cái nhiệm vụ này giống với nhiệm vụ lúc nãy sao nhỉ? Thank you.
Microsoft. Easy. Đây rồi. Xong rồi. Đơn giản thế thôi. Mãi thắng. Nhưng biết đường bộ đúng mãi đúng không nhận là mình lao, kiểu mình lao lên vội quá ấy. Khôi phục tài nguyên từ Meteos Clinter. Không hiểu được cái gì luôn. Mà lại thấy 4 trên 5 rồi, nghĩa là lúc nãy mình làm nhưng kiểu mình không để ý ấy. Tài nguyên đâu? Hết mất thì được rồi. Phòng thủ này, kỹ thuật. Đây con khóa khổ súng này nó ngắm bắn được từ xa. Sẽ lại tiếp tục làm cái nhiệm vụ này thôi. Mình có làm được nhiệm vụ bên này không nhỉ? Mình chưa được này. Đây nhiệm vụ thu thập bấm phát được luôn. Ê, thứ 9. Xóa khu vực đầu tiên, xóa khu vực 2, xóa khu vực 3. Ok.
đổi sang khẩu súng này xem nhé. Củ chuối thế. Mẹ, khẩu súng này mà gặp mấy con quái kia thì nó bán cho phát một à? Không chơi được. Mẹ, cái loại này. Kiểu làm nhiệm vụ đặc thù thì được chứ mẹ ngồi mà để mẹ ngắm được cái mẹ nó đến nó hốt mẹ xác rồi. Mẹ tự skill tự dính à, tầm này tuổi gì ăn anh thì được. Đợt này mẹ nhà tư, nhà tư thì cũng đi nhá. Quả này này mẹ mình tưởng là ít nên mình lao vào luôn ăn đủ luôn. Đấy lao vào từ từ thì để easy rồi. Xong luôn. Tức vẫn chưa tìm được cái này. Phòng này cũng không vào được này. Quản lý nhân sự nó bảo là cái nút gạch. Anh em đợi chút nhé. Xem phải gạch thoát. Mình thì có cái nút đó đó. Nó hiện này chắc nghĩa là mình chưa tương tác được đấy. Ok, làm nốt cái nhiệm vụ nhé. Ok, mẹ cứ hết cái này để sang cái mới à. Cái mấy cái nhiệm vụ này thì nó không cần đánh nhau. Như thế này thì nhảm quá nhỉ. Phải đi boss biết các thứ đâu hết rồi. Nó không cho mình đánh boss hay là nó bắt mình là phải làm xong cái nhiệm vụ kia nhỉ. Khôi phục tài nguyên từ Matthias Klein. Nó hiểu luôn. Nó ít là nó mình hiểu là nó khôi phục cái gì. Nếu ai biết nếu sẽ thích luôn. Nhiệm vụ này hay là ý là nó là mình khôi phục mấy nhà máy này à? Nhà máy này, nhà máy nhân bản này. Bên này trung tâm nghiên cứu khoa học cần cái lõi năng lượng và bằng mạch.
Còn cái này thì chưa hiểu là cái mẹ gì luôn. Tức nhỉ? Nó không giải thích rõ ràng nên mình khó hiểu lắm. Chạy vòng quanh đi xem nhé. Bình thường nó không có hẳn đây. Ôi giời, remember to drop the scrap at the recycle bin. Đi đến thùng tái chế để phân hủy chất thải. Đơn giản. Mở bản đồ thế giới, lấy lõi năng lượng cuối cùng. Đây rồi. Quét sâu hộ tống PEA. PEA là cái con mà bay theo mình ấy. Đến điểm rơi thu thập các loại năng lượng bị hỏng và trở về căn cứ. Okay. Giờ anh bá đạo mẹ ăn rồi. Hôm nay sợ gì nữa. À, hộ tống đi ra con này. I've received no trace of the cargo pod on initial scan. Keep searching. I'll cover you. Chỉ đến nơi như đùa. Từ từ thay đạn đã. Mình giữ một cái con gì ấy, cây gì ấy. Sao cái này nó lại đổi thành bốn kim tắc này nhỉ? Đổi thành cái kim tắc bốn chữ cái ấy. Ok ha. Đúng lúc cần thì nó lại đổi kim tắc. Không ra skill được ạ. Hay thực sự sao kim tắc lại đổi nhỉ? Hay do mình lúc nãy mình cài đặt à? Đây đủ. AO thì mẹ bấm theo nó được. Ở đây. À, xong mình đổi sang cái kỳ. Làm lại anh em nhé. Có skill vào cái này đơn giản ngay à. Skill với lại hồi sinh máu. Kia, my data pad isn't picking up the cargo pod signal. Give me a quick sweep of the perimeter. I've received no trace of the cargo pod on initial scan. Keep searching. I'll cover you. Chết luôn gì nữa.
Xăm ba con quái. Xăm ba con quái. Đó, máu này. Này như mình chúng độc này. Easy mẹ rồi nha. Trương em ơi. Thùng tái chế để tháo gỡ lõi điện bị hỏng. Đây à? Đến xưởng gia công để làm đến xưởng gia công làm lõi nguồn. Đây. Bên này là cái ấy chứ. Hay là mình mở được cái xưởng này rồi đấy nhỉ. Đến xưởng gia công là lõi nguồn. Xưởng gia công thì chỉ có cái xưởng này thôi. Ui, để súng.
xuống có ra làm thử ngay các bạn, thử ngay quả súng mới. Quả súng mới xem nó có bá đạo không. Ui, súng nó giống kiểu súng phóng lựu. Nhưng súng máy này vẫn hơn này, đây này, có súng máy này này, súng máy này thì nó hợp lý hơn. Kiểu đánh zombie nhưng mà ok, có lẽ hôm nay sẽ clip này kết thúc ở đây thôi anh em ạ. Mình đã thêm được một số loại vũ khí khá là xịn sò đến ngày 14 của đấy rồi. Hẹn anh em vào những clip tiếp theo nhé. Mọi người nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để lại cái bình luận góp ý ở phía dưới video này để mình hoàn thiện cũng như là chơi tiếp những cái tựa game hấp dẫn cho anh em nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em.